Rồi, hello cả nhà. Giao bỏ cho khách tiếp tục cô chú anh chị. Này giao giấc khuya, giấc hừng sáng nha. Quay hơi tối cô chú anh chị thông cảm nha. Mười mấy con vật rực ba bê cho khách là về Tây Ninh ha. Cô chú anh chị có nhu cầu mua cái liên hệ nha. Rồi, hello cô chú anh chị. Hello cả nhà. Bữa nay là ngày 7 tây tháng 3 ha. Trại bò Phong Ba Tri 2 xin kính chào cô chú anh chị nha. Đó. Thì bữa nay em lên tiếp tục cho cô chú anh chị là bốn vật rực ba bê ha. Thì trước khi xem cô chú anh chị cho em một like, một đăng ký nha. Có động lực anh làm video nhiều tí cô chú anh chị. Đó. Thì trước mắt cô chú anh chị đây là bốn đực ba bê ha. Bốn đực ba bê này tầm là 6 tháng lưỡi đến 7 tháng lưỡi tuổi nha cô chú anh chị. Đó. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha. Đó thì bốn bò này em báo chiều cao cho cô chú anh chị luôn ha. Con bông này thì là 1m07 08 gì ha. Rồi kế nữa là 1m09 10 gì đó là mét mốt á cô chú anh chị ha. Rồi cái hai con này là con mét 10 11 12 12 13 gì đó ha. Thì đó nó cao dần tới ha. Thì bốn con bò này bữa nay giá cả cũng cực kỳ yêu thương thì ha. Trước khi xem cô chú anh chị nào có nhu cầu mua ha, thấy hợp nhãn hợp tiền cứ liên hệ em ha. Đó thì anh chị nào có quan tâm cứ alo ha. Thì bò này bán thì em quay sơ lược em sẽ báo giá công khai cho cô chú anh chị xem ha. Thì hai con này là hai con lực mà lùng còn ha. Còn hai con này thì nó hơi thiếu nuôi, nó hơi nhôm bò mà nó xương sóc xương tàn ha cô chú anh chị ha. Đó thì anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ ha. Đó thì giá công khai cho cô chú anh chị luôn đây. Đó, mỗi cặp là 39 triệu cô chú anh chị ha. Đó, cặp 39 triệu, cặp lùng này thì 39 ha. Cặp cao này cũng 39 ha. Thì đó anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ ha. Rồi em sẽ quay chi tiết cụ thể cho cả nhà cho cô chú anh chị xem nha. Đó. Con này thì 3B muối tiêu cô chú anh chị ha, xương tàn. Đó. Đó, chân cẳng nè, móng nè, sò hết à. Hai con này thì F1 cô chú anh chị. Đó, cho qua con, đi. Đó. 30 bông muối tiêu nha. Rồi con thứ hai. Mấy con bò này nói chung chủ nhà ta nuôi cũng ấy. Bò này về. Đó, xin lỗi cả nhà, em nghe điện thoại nha. Thì đó, hai con này thì xương tàn ha. Đó. Cái mục này là cái mục chích ngừa, hồi đó chích ngừa nó lên tới giờ luôn vậy cô chú chị ha, chứ không phải bệnh hoạn vậy nha. Đó, chân cẳng móng nè, hai con này thì F1 hết nha cô chú chị. Đó anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ em ha. Đó là tới con thứ ba. Đó sai mặt ha, cái lưng ha, lưng đứt khủng dữ, uống vừa lên ba chân cẳng móng à. Dao họ kêu vợ em lấy dao nãy em vô trong nhà đó, chân cẳng móng nè ha, lực lãm bò nói chung lần lùng lực thì nó khác, còn xương tàn nó khác cô chú anh chị. Cái mẫu xương tàn thì thường đa số khách ở An Giang ta chịu cao xương tàn ha. Còn lùng lực này thì khách ở tỉnh khác nha cô chú anh chị. Đó. Chân cẳng móng nè, hai con này thì F2 hết nha cô chú anh chị. Đó, thì đa số đây để em giới thiệu cái này. Rồi, đầu cổ ha, đầu trụi hết nha, muối tiêu. Đó, thì anh chị có nhu cầu mua cái liên hệ. Đó, chân cẳng nè. Móng nè, sò đẹp hết nè, đít nè. Ha, đó, cho bà con. Đó. Đây. Chân cẳng móng sò thì hai con lùng này là F2 hết cô chú anh chị ha. Con bò F2 đó thì đa số nó lùng lực ha, còn con F1 thì đa số nó xương tàn, nó cao ráo, nó trò đó, nó không có lùng lực mà xương tàn. Thì anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ ha, thì tùy theo sở thích ý thích của mỗi người ha, 9 người 10 ý. Đó, F2 thì dòm coi nó lùng lực, nó đầy đạm hơn, còn F1 thì dòm coi ống dình vàng hơn, nhưng mà nuôi sau này nó lớn nó cũng lã tàn lắm cô chú anh chị. Sau này nó lớn nó phè lại thì cái tàn nó cao, nó bự bò hơn con F2 đó. Còn F2 thì nó có lùng lực gì, nó lớn lại ra nó lên thì nó cũng lùng lực vậy đó, chứ nó không cao nha. Đó, còn cao thì con F1 đó. Thì giá cả chiều cao này kia em cũng cập nhật cô chú anh chị rồi, anh chị nào có nhu cầu mua cái liên hệ ha.